Ok, chào các bạn đến với kênh Sơn Bắp TV nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi khởi tạo trên KineMaster. Ok, giờ mình sẽ vào phần mềm KineMaster cho các bạn xem. Đây, mình nhấp vào. Nó để là lỗi công cụ KineMaster không khởi tạo được. Đó, giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách khắc phục lỗi này. Và các bạn vào Search Play, gõ từ khóa là Parallel. Hiểu từ khoản đó, phần mềm này này nha các bạn. Các bạn tải về và cài đặt. Do mình đã cài đặt rồi nên mình không tải nữa. Sau khi các bạn tải xong cái phần mềm Parallel này nè. Điện thoại các bạn hỗ trợ 32 bit. Điện thoại nào hỗ trợ 32 bit hoặc 64 bit thì các bạn tải thêm cái phần này nữa nha. Cái phần Parallel hỗ trợ 64 bit nè, support nè. Các bạn điện thoại nào 64 bit thì tải cái này. Còn điện thoại nào mà 32 bit thì tải cài đặt 32 bit. Cái này. Ok, giờ mình sẽ mở cái ứng dụng đó các bạn lên nha. Mở ứng dụng Firefox này lên. Đó. Để mình xóa, mình hướng dẫn cho các bạn. Sau khi giao diện nó về, các bạn nhấn vào mục thêm ứng dụng. Đó. Các bạn tìm KineMaster đó. Các bạn thêm vào. Sau khi các bạn thêm vào, giờ mình mở cái ứng dụng KineMaster lên. Các bạn nhấp bỏ quảng cáo đi. Đó, nó đang mở lên đó. Đây, cái ứng dụng KineMaster đã mở lên nè. Các bạn cứ việc nó hướng dẫn được đó. Đây. KineMaster phiên bản mới này nha bạn. 4.11.15 nè. Đó, sau khi vậy các bạn kéo xuống. Các bạn chỉnh. Các bạn cài đặt thử nghiệm nâng cao nè. Và nhận vào nip tiếp tục đó. Sau đó các bạn mở bật cái chế độ cái thứ ba từ trên xuống thứ ba này nha các bạn bật cái này lên, nó dịch là nó cho là có cho phép xuất cái khung hình trên 30 fps không? Mình là bật cho phép nha. Cái hàng trên là chế độ phân cấp trình duyệt phương tiện. Cái này mình khỏi bật. Cái thứ hai này khỏi bật luôn nha các bạn. Các bạn bật thứ ba. Các bạn bật thứ thứ ba với thứ tư đó. Đó. Bạn bật hai cái thôi đó. Xong các bạn trở về, các bạn vào thông tin về khả năng thiết bị nè đó. Các bạn nhấm vào nút ba chấm ở trên. Sau đó các bạn thực hiện phân tích. Rồi các bạn thực hiện phân tích nha. Các bạn chờ khoảng 3 đến 5 phút là nó phân tích cái cấu hình máy của các bạn.
Như vậy là xong rồi đó các bạn. Các bạn thấy video này hay nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video hay hơn. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Giờ mình sẽ thoát ra ngoài và vào lại ứng dụng coi có nó có khởi động được không nha các bạn.